Rồi, hello. Xin chào anh em nhá. Đó thì chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam mình. Đó, hôm nay mình sẽ lên giới thiệu cho anh em một mẫu xe trên thị trường hiện tại. Kiếm được mẫu như này thì cực kỳ hiếm anh em nhá. Trước màn hình anh em mình đây là một mẫu xe của Harley. Đó, Super Harley anh em nhá. Đây anh em. Harley nhá, không biết A. Bản này thì nó khá là dài anh em. Form xe của nó thì lanh quanh nó phải dài tầm khoảng cỡ 1m4, 1m5 anh em. Đây. Một con xe phải nói chung là rất là đẹp. Bản này thì có trang bị đầy đủ cho anh em rồi. Hệ thống hai thắng đĩa ở đằng trước này, một thắng đĩa đằng sau nhá. Có két nước làm mát nhá, anh em đi đường xa thoải mái luôn. Máy móc thì bao êm bao zin, dài hai bộ chế. Đó, hai bô hai bên anh em mình này, hai bô hai bên nhìn cực kỳ ngầu nha anh em. Con này thì đăng ký về biển số Vũng Tàu rồi, 72 34137 anh em. Xe cực kỳ đẹp anh em. Mọi chức năng hoạt động đầy đủ hết, lốp lác là đi theo xe hết nha anh em nhé. Đó, xe chạy rất là ít, xe này thì mới chạy được có hơn 3.000 anh em. 3.860 cây. Máy, tiếng máy của nó thì nghe sướng lắm anh em. Mình nổ máy thử cho anh em nghe nhé. Đó anh em nghe đây. Tiếng này nó hai bô hai máy nó nghe rất là phê chứ. Đó, máy nổ cực kỳ êm luôn anh em. Đó. Anh em nào mà có thiện chí với cái mẫu xe Harley này thì anh em cứ để lại giúp mình một cái bình luận hoặc để số điện thoại, mình sẽ tư vấn cho anh em mình nhá. Rồi ok, xin chào, hẹn gặp lại anh em.